động, ngân hàng rửa tiền, sân sau bảo kê ông chủ F88 lộ diện, phanh phui lượt ngầm hấp nghìn tỷ, dân tình choáng váng khóc thét. Liên quan đến công ty F88 được VTV giới thiệu tiếp thị đến người dân vay tiền ngay trên sóng World Cup 2022. Nhiều người đã đặt câu hỏi, chủ nhân của F88 là ai? Người điều hành đường dây cho vay lãi suất khủng từ 90% trở lên, còn hơn tín dụng đen là ai? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và cho đến khi tiếp cận đường dây này, người ta mới chới với bởi đường dây khủng, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến F88 này. Hợp đồng được ký với ngân hàng CIMB Việt Nam, nhưng chỉ là bề nổi để qua mặt pháp luật. Số tiền thật người dân phải trả thấp nhất 90%. F88 được điều hành bởi ông Phùng Anh Tuấn, một hacker chuyên nghiệp. Tuy nhiên, F88 chỉ là một công ty con trong tập đoàn G Group mà chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn điều hành. Tập đoàn G Group hoạt động trong ngành công nghệ và tài chính với hệ sinh thái gồm 8 công ty con, bao gồm F88, G Capital, Tima, GPay, Genovation, BitVN, VSET và GameTV. Hồ sơ mà nhân viên F88 làm cho người đến vay thay vì ký với F88 thì lại được ký với ngân hàng CIMB Việt Nam. Đáng chú ý, F88 sẽ đưa cho người vay đường link, người vay sẽ ấn vào đường link để đăng ký. Đường link này dẫn đến trang web của ngân hàng CIMB Việt Nam, hợp đồng điện tử hiển thị. Khi đã điền thông tin và gửi đi thì người vay không thể tra cứu vào đường link này để kiểm tra lại thông tin về số vay cũng như tiền lãi. Đó chưa là tất cả, mà tất cả là sự thật về khoản tiền vay và trả lãi. Vay 15 triệu nhưng lúc nhận chỉ có 14 triệu 200 ngàn đồng và người vay trong một năm phải trả cả lời và lãi lên đến 24 triệu 500 ngàn đồng, lãi 72%. Số tiền lãi 72% này chưa kể các khoản phí bảo hiểm, mỗi tháng từ 500 ngàn đến gần 800 ngàn. Vậy chi con số lãi phải trả thực chất không dưới 90% một năm. Chưa kết thúc ở đó, tiền lãi vượt 90% một năm trong rất nhiều trường hợp và F88 muốn thu bao nhiêu thì thu, nâng khống bao nhiêu thì nâng khống và ngân hàng CMBI không cần quan tâm, tất cả đều do F88 đạo diễn. Để rửa nguồn dòng tiền, ngân hàng CIMB Việt Nam và F88 đã tự ý sử dụng thông tin cá nhân của người vay mở một số tài khoản tại ngân hàng BIDV. Theo nhân viên F88, khi đến hạn phải trả, người vay có thể chuyển khoản vào tài khoản này hoặc ra trực tiếp F88 trả tiền mặt. Phùng Anh Tuấn đang điều hành 8 công ty con cho vay tài chính bao gồm F88, G Capital, Tima, GPay, Genovation, BitVN, VSET, GameTV. Về CIMB Việt Nam, ngân hàng này được cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài năm 2016, là chi nhánh của tập đoàn CIMB, một ngân hàng nước ngoài, trụ sở chính của CIMB Việt Nam đặt tại Hà Nội. Một tay ông Phùng Anh Tuấn móc nối trong thương vụ cho vay nặng lãi này, núp dưới cái mác công ty tài chính. Từ vụ việc này yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an vào cuộc điều tra, thanh tra hoạt động của chuỗi cho vay tài chính cho ông Phùng Anh Tuấn điều hành. Từ việc cho vay lãi suất cao cho đến hành vi móc nối rửa tiền, nhiều người mong muốn thay cái vòi bạch tuộc F88 này sớm bị chặt đứt để dân được nhờ. Biết bao người dân sập bẫy F88 đã khóc ròng, kêu cứu, lâm cảnh tan cửa nát nhà. Hé lộ trải nghiệm thực tế của khách hàng về F88, cho vay với lãi suất cao gấp 4,5 lần quy định pháp luật. Trao đổi với phóng viên, chị P, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, một khách hàng đã từng thực hiện khoản vay ở F88, kể về việc vay cầm cố của mình. Cuối năm 2018, do có việc đột xuất nên tôi có đến một cửa hàng giao dịch để thực hiện khoản vay cầm cố bằng giấy tờ đăng ký xe ô tô với giá 200 triệu đồng, thời hạn 1 tháng. Việc giao dịch thực hiện khoản vay này của tôi tháng đầu thuận lợi và tôi gia hạn thêm 1 tháng nữa. Cùng lúc đó, do sắp đến ngày sinh nở nên tôi cũng có phần sao nhãn khoản vay của mình và kéo dài thời hạn vay quá hạn lên 70 ngày. Từ đây, tôi phải chịu hàng loạt những vấn đề và chi phát sinh cho khoản vay cầm cố giấy tờ phương tiện của mình. Đầu tiên, F88 cử nhân viên đến để thống nhất chốt thời hạn, số tiền lãi suất và các loại phí khác đi kèm khoản vay phải thanh toán cùng với nợ gốc. Việc này đã được hai bên nhất trí và tôi sẽ thanh toán toàn bộ nợ gốc, số tiền lãi suất cùng với chi phí phát sinh trong vòng 70 ngày cho khoản vay 200 triệu đồng được khoanh lại, chốt con số, hẹn ngày đến tôi thanh toán nốt cho F88 và nhận lại giấy tờ phương tiện đang cầm cố. Tuy nhiên, điều đáng nói, trong lúc hai bên đã thống nhất cách thức và thời gian xử lý khoản vay trên thì bất thình lình khi người nhà tôi lái chiếc xe ô tô có giấy tờ đang cầm cố cho khoản vay tại F88 trên đường thì đã bị nhân viên của F88 cưỡng chế kéo xe về bãi đỗ xe và khóa bánh lại. Chị B bức xúc. Bên cạnh đó, chị B cho biết thêm,
Còn số tiền chi phí phát sinh cho khoản vay như phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, phí quản lý tài sản cầm cố, phí thẩm định điều kiện vay, lãi suất mà tôi phải chịu đựng trong 70 ngày là 60 triệu đồng. Như vậy, trong 100 ngày, với khoản vay trị giá 200 triệu đồng của tôi tại F88, tôi phải chịu tổng tất cả các chi phí lãi suất các loại phí là 75 triệu đồng trên 200 triệu đồng trên 100 ngày. Đây có thể nói là bài học nhớ đời của tôi, và tôi nghĩ các khách hàng đã và sẽ có ý định đến vay cầm cố ở F88 cần phải cân nhắc kỹ về việc này. Tương tự, anh Hoàng C.M. quê ở An Khánh, huyện Hoài Đức cho biết, do dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế khó khăn nên đã vay một số tiền tại F88. Đầu tiên, mức phí nhân viên tư vấn khá hợp lý. Tôi cầm một máy tính với giá 10 triệu, tính ra lãi suất hàng tháng phải trả chỉ 118.000 đồng trên 10 triệu, tương đương 1,1%. Tuy nhiên, khi đóng lãi không phải chỉ trả mình lãi trong hạn, mà tôi phải đóng thêm phí thẩm định điều kiện cho vay 150.000 đồng trên 10 triệu đồng, phí bảo quản tài sản cầm cố 376,955 ngàn đồng. Trường hợp nộp quá hạn sẽ bị phạt, thậm chí nếu không đúng ngày bị thanh lý hợp đồng. Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, quy định tại khoản 1 điều 468 về lãi suất. Mức lãi suất vay tiền cũng theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20% một năm. Nếu thỏa thuận không rõ thì sẽ là 10% một năm. Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 điều này tại thời điểm trả nợ. 20% một năm tương đương với lãi suất 20 chia 12 là 1,67% một tháng. Theo quyết định số 2868 trên QĐ NHNN thì mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 9% một năm và theo quy định trên của Bộ luật dân sự thì tối đa là 9 nhân 150% là 13,5% một năm. Như vậy, mức lãi suất mà công ty F88 đang áp dụng cao gấp từ 3,6 lần đến 4,5 lần so với quy định pháp luật. Theo điều 201 tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc đã kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 1. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Người phạm tội có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.